YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Anh em bước đi, anh bước đi trong lẽ lòng. Như thói quen, như mình yêu em. Cho anh Quyên không bảo lên kẻ cái làm gì. Một ái yêu thương không bằng em. Trong đời yêu đời em mãi, trong đời đời người dễ vai. Mai một ai, anh chẳng thể yêu em mệt ai. Trong đời yêu điều gì hết, cùng bước ra đi. Chưa tình cho em được nói. Anh vẫn mãi yêu em. Chọn để mọi người thay thế em. Chọn để mọi người thay thế em. Đi về mạng anh sẽ yêu em. Tô màu xong nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình vẫn đi đến rồi, cứ tưởng là nhà mình rút mạng. À.
Vật điện mình cứ tưởng là giúp mạng ấy, tớ biết là vật điện. Thế nào, im xe á này. Vâng. Nhét im xe á đi. Ngồi đây sướng rồi. Rồi ta lại kéo được ngồi dưới đây nữa. Rồi giờ em có tháng ngồi trên kia một kênh. Ôi à. Ngon đi tí nữa. Ngon cái gì ăn đi. Đang bình thường là nơi tốt tay chơi vui vẻ thích lên. Chào tối làm, nếu muốn làm gì. Rồi. Nếu muốn làm tối luôn. Thì không làm thôi cái thí bụa. Ai bắt mình làm. Đã ai bắt tới mình quyết định kia chẳng bắt mình làm. Tối thì dễ bán cân, kiểu như là nó dễ ép hơn. Không làm thôi và không làm tối cái thí bộ. Có cái thí tiếng đâu mà. Rồi. Tao tính cho tiếng đâu. Tao tính cho tiếng đâu. Thì một kênh 50 triệu thì được 4 triệu. Đó mày mua được thì mẹ có tiền chứ đâu. Thế hoài chứ. Không mua được thì nhịn. Mà lúc đầu đây ngồi 3 tháng đéo mua được kênh nào giờ vào đúng một tháng một đéo nào được. Ô sao nó tính lệch nhỉ, ô con mình ăn. Tôi lên ngủ tiếp. Ai mà chẳng có lúc buồn thương, ai rồi cũng đến lúc buồn. Ừ thì anh phải đứng dậy thôi, nhận ký ức kỳ rồi để nói ra cho ta biết đau. Nếu quay thời gian đến lúc buồn để nói ra. Này chàng trai hãy nhớ cho người con gái ô đơn lắm đây. Tại sao không điêu lây để mất đi một người chỉ vì vô tâm. Có những điều mà em muốn nói kiếp đâu đã qua. Hãy nhớ là em cứ ngó lại là ước mơ vào đâu đi đến suốt đời khi tiêu đi như thế. Chia tay có chỉ là mình lớn nên không cần lo mỗi anh em có đi đâu không thể đôi lời ra để thôi để anh thấy rằng chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đầu. Đến tôi mà soi cho các bạn.